chúng ta lại được gặp nhau trong bài 7 ngày hôm nay. Thì bài 7 ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến cái gì? Nó sẽ liên quan đến projection 3D của chúng ta ngay trên phần mềm After Effects. Một chút nữa thôi, tôi và cùng các bạn thực hành một số những cái footage đã có sẵn. Nó là từ những cái hình ảnh và chúng ta sẽ làm projection 3D cho nó. Hy vọng chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, có những cái góc nhìn hay nhất về làm phim. Và cái login này tôi sẽ gửi cho các bạn, và các bạn chỉ có việc đào về và cài nó thôi. Nó rất là dễ dàng sử dụng, và tôi tin chắc khi mà các bạn đã sử dụng cái login này một cách thần thục thì bộ phim của bạn nó sẽ hay hơn. Và cách thức triển khai nó như thế nào thì chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay. Trước tiên các bạn cần download ngay cái bộ phần mềm chỉ có mấy MB này thôi. Download về máy. Cái bộ phần mềm này nó sẽ tích hợp trên Windows và MacBook của chúng ta. Các bạn nhìn trên bảng đây, thì khi mà các bạn download tệp tin mà thầy đã gửi cho các bạn thì nó sẽ có hai cái thư mục các bạn cần phải hiểu nó. Một là cái thư mục TXT, ở đây có nghĩa là cái nội dung các bạn sẽ phải copy vào trong thư mục OC của các bạn. Khi mà các bạn làm việc ở trên PC của các bạn thì đường link nó sẽ có ở bên trên, được chưa? Các bạn chỉ cần copy nguyên cho thầy cái thư mục thứ hai có tên là projection gạch dưới 3D của chúng ta. Bản này là bản V3.06 GSX. Cái bộ login này ấy, nó sẽ giả lập hệ thống 3D của chúng ta, giúp cho bức ảnh của chúng ta biến đổi từ hình ảnh tĩnh vật thành chuyển động 3D. Thì các bạn cần phải copy cái thằng file setup này vào trong thư mục của C. Thì các bạn cần quan tâm ở đây là gì? Các bạn cần bật cái ổ C lên, thì các bạn vào ổ C thôi, và các bạn tìm đến thư mục của các bạn chứa cái đường link mà trong setup của các bạn, được chưa? Thì các bạn cần vào cái đường link này, thì các bạn sẽ vào ổ C, vào program file, vào đâu, vào Adobe. Thì các bạn lựa chọn cái gì? Các bạn lựa chọn cái thằng After Effects, đúng không? Đây, thầy sẽ để như này, support file này. Thì các bạn tìm đến cái thư mục switch. Đây, switch đây. Thì các bạn lại chọn vào switch UI panel, được chưa? Trong cái thư mục này thì các bạn cần copy cái thằng khi mà các bạn download về ấy, đây, kéo cái thằng này vào đây thôi, được chưa? Ok, sau khi kéo xong thì các bạn bật cửa sổ After Effects lên. Rồi. Sau khi mà các bạn bật xong rồi thì các bạn cho tất cả các dữ liệu của các bạn vào trong đây. Đây, bức ảnh ở đây. Thì khi mà các bạn cho vào xong thì các bạn kéo xuống thôi. Còn là khi mà các bạn ấn vào bỗng dưng phần mềm nó đã nhận chọn bức ảnh của bạn rồi. Còn là các bạn kéo xuống để lấy được cái timeline của nó, được chưa? Sau khi mà các bạn làm xong cho bức ảnh xong vào rồi, phần tiếp theo của các bạn là bật cái tính năng 3D nó như thế nào, đúng không? Thì các bạn sẽ phải bật lên này, vào Windows này. Thì cái cửa sổ ở đâu? Các bạn để ý này, projection gạch ngang 3D nó sẽ nằm ở đây. Thì đây là một trong những cửa sổ làm việc trang chủ của nó. Thì chúng ta để sang một bên nhé, chúng ta để sang một bên, chưa? Chúng ta tắt những cái cửa sổ mà không cần thiết đi, để sang bên này nhá. Đây, dưới này đi, được chưa? Để nhỏ thôi. Ok, sau khi mà các bạn đã bật cửa sổ xong rồi thì công việc của bạn là như thế nào? Làm giống y hệt video mẫu, đúng không? Thì công việc của chúng ta là thiết lập một cái thằng 3D cho nó này, tạo ra một cái mask, tạo ra một cái mask camera này. Rồi và sau đó chúng ta phải căn chỉnh làm các hiệu ứng text như các bài học lab 1, lab 2, lab 3 mà chúng ta làm hiệu ứng copilot. Thì công việc tiếp theo nữa của chúng ta là gì? Công việc tiếp theo nữa thì tạo ra một cái mask camera này. Sau khi mà các bạn tạo ra một cái lưới mask camera thì
hình của chúng ta nó sẽ hiển thị cái camera này, và cái công việc của chúng ta là sẽ phải như thế nào, sẽ phải thiết lập sơ đồ camera nó sẽ dịch chuyển ra làm sao. Ví dụ như cái đường chân trời, các bạn để ý này, ví dụ như cái đường chân trời của bạn nó nằm ở đâu, nằm ở xa đúng không, thì các bạn căn chỉnh như thế nào để cho nó hợp lý, để cho cái cú camera của bạn nó sẽ trôi về những cái điểm cuối mà những cái điểm ở giữa ấy, nó vẫn nét, thì các bạn cần căn chỉnh là làm sao cho nó thật là hợp lý, thì sẽ căn chỉnh như thế này, được chưa? Sau mà khi mà các bạn căn chỉnh xong thì các bạn cần như thế nào? Các bạn cần phải tạo ra cho nó một cái projection để cho nó nhận cái map của các bạn đã làm trên cái bức ảnh này, được chưa? Thì các bạn cần ấn chuột phải này và ấn quét, các bạn ấn con chuột quét hai cái thằng đối tượng camera và cái bức ảnh của các bạn cho vào. Công việc tiếp theo của bạn là tạo ra một cái projection cho nó, được chưa? Sau khi mà tạo ra projection thì nó sẽ hỏi là các bạn định làm cái bức ảnh này thành mấy scene. Thì theo thầy nghĩ là các bạn chỉ cần làm một scene thôi. Thì vì sao? Bức ảnh của bạn chỉ đơn giản là một cú cam, được chưa? Đây là một bài tập đơn giản, nó sẽ định hướng cho các bạn. Từ những bài đơn giản này thì các bạn sẽ làm cho những cái bức ảnh của các bạn theo nhiều lớp chuyển động khác nhau, được chưa? Thì các bạn chỉ làm cần một cái scene thôi, number scene thì thầy sẽ chọn là một, được chưa? Sau khi mà ấn OK xong thì hiển nhiên cái movie này nó được thiết lập trên cái bức ảnh của các bạn rồi. Thì công việc tiếp theo của các bạn nó như thế nào? Công việc tiếp theo của bạn nó sẽ ấn vào project scene. Sau khi mà các bạn ấn xong project xong rồi ấy, công việc tiếp theo các bạn để ý này, các bạn nhìn cái ảnh GIF của nó này, cái chỗ hệ thống GIF của nó, thì việc quan tâm ở đây là gì, thì thầy sẽ chọn LED này, được chưa, và ấn OK này. Đó, bất kể cái dự án nào thì các bạn đều phải chọn LED cho thầy nhá. Cái GIF LED nó có công dụng là như nào, nó sẽ phân chia cho các bạn cái khoảng trên khoảng dưới, cú cam của bạn nó sẽ giữ nguyên cái khoảng nét của bạn, được chưa? Sau khi mà các bạn làm xong rồi ấy thì các bạn sẽ phải out về cái hình ảnh đầu tiên. Đây, chúng ta phải scale ra một chút này, out về này, và chúng ta điều chỉnh lại một chút về cái thông số bách này, kéo lên trên một chút để cho cái lượng out, zoom out của cái độ cam ấy nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ smooth hơn. Rồi, sau khi mà các bạn cam về thì các bạn điều chỉnh lại một chút về cái cam này, được chưa, sao cho nó khít nhất. Sau khi mà các bạn tạo xong rồi ấy thì các bạn cần quan tâm là gì, các bạn còn quan tâm đây là gì, cái thằng cam này, được chưa, quan tâm là thằng cam này, thì các bạn bật cửa sổ, ấn phím P này, được chưa, và các bạn sẽ phải như thế nào, các bạn sẽ phải ghi đầu một điểm đã, và ví dụ như là video này thì thầy sẽ cho khi là 10 giây chẳng hạn, đúng không? 10 giây đã dứt trôi, được chưa? Video trôi đến đây chẳng hạn, đúng không? Các bạn chờ nó render một chút, chúng ta thiết lập key trước xong rồi chúng ta sẽ tạo text 3D sau. Có thể là chúng ta cái thời gian position của chúng ta phải kéo dịch lên trên một chút, 10 giây có thể là nó quá là dài, vì thế là các bạn phải điều chỉnh một cách nó hợp lý nhá, được chưa? Sau khi mà các bạn thiết lập xong thì các bạn xem lại cái thành quả của chúng ta sử dụng cái position 3D này, được chưa? Rồi, nó hơi bị chậm quá thì chúng ta có thể kéo thành 6 giây chẳng hạn, đúng không? Rồi, sau khi mà các bạn đã làm xong một cái giả lập hệ thống 3D của bạn, được chưa, bằng cái công cụ projection 3D này, thì các bạn tạo ra một cái text cho các bạn. Các bạn tự nghĩ cái text cho các bạn nhé. Sau khi cho nhỏ xong thì mình sẽ cân đối lại làm sao cho nó hợp lý này. Ví dụ là đặt ở đây chẳng hạn, đúng không? Hoặc là đặt ở trên này cũng được đi. Đó, sau khi đặt xong thì các bạn cần tạo ra một cái thằng solid 3D này, màu cho nó màu đen đi. Đó, OK này.
và ok xong thì các bạn kéo thêm một cái thằng copilot 3D vào. Sau khi kéo xong này thì các bạn làm như cũ thường thôi, làm như cũ tầm lên tech này, các bạn chọn đối tượng project 3D đúng không, và các bạn bật cửa sổ scene lên. Sau khi làm xong thì ấn nữa chút này, tạo bevel cho nó này, chọn thằng này đi, hơi màu xanh màu trắng một chút được chưa, để tạo đối tượng khác. Ok, không điều chỉnh cái gì nữa được chưa, và cái gì tạo cho nó một cái môi trường được chưa, cho nó một môi trường nó phản chiếu, thì các bạn bật cái thằng environment này lên để xem cái môi trường phản chiếu như thế nào. Sau khi bật xong thì các bạn check lại cái thông số của cái thằng này xem hợp lý chưa, không hợp lý thì chúng ta có thể là điều chỉnh to lên nhá, điều chỉnh to lên. Nó đang ở bên dưới đúng không, để kéo cho lên này, điều chỉnh lại cam này xuống này, chưa, nó đang bé quá đúng không, đang bé quá trong với môi trường này thì ấn to ở đâu được chưa, thì các bạn kéo xuống này, scale lên này, kéo dịch lên trên này, và ấn ok này, nó đang ở giữa này đúng không, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút để cho nó vào đúng cái chỗ mà chúng ta thấy vọng là khi mà các bạn làm trên đầu, khi mà các bạn làm trên ngay trên cái thằng copilot này thì các bạn nên điều chỉnh nó vào đúng cái vị trí mà mình mong muốn ở thằng copilot này nhé. Đó, khi mà các bạn điều chỉnh xong rồi thì các bạn có thể cho to lên nữa. Chúng ta làm càng tỉ mỉ thì cái sản phẩm của chúng ta nó như thế nào nó càng đẹp thôi. Điều chỉnh sang đây một chút. Ok. Đó, ở mức thế này thôi, ok chưa? Sau khi mà các bạn tạo xong rồi ấy, thì công việc của tiếp theo của bạn là gì? Tiếp theo của bạn là phải tạo cho nó một cái CC line, nó quét từ bên này sang bên kia đúng không? Thì các bạn lại phải tìm một cái hiệu ứng là CC line, cần điều chỉnh cái lượng thông tin của chúng ta nó trở nên là linh hoạt. Gặp một cái lỗi ở đây thì các bạn có thể back lại, xóa đi một chút thằng switch này, các bạn add lại, tìm một cái thằng CG width nó cho vào này, các bạn điều chỉnh lại cái thằng center này, này bên trên này, chưa? Đó, điều chỉnh xong rồi. Chúng ta sẽ cho nó quét lại này. Và chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại một chút cái lượng thông tin cho nó hợp lý, 2 giây là quét chẳng hạn đúng không, 2 giây là quét hết này, sau đó thì nhân bao c này, xong lại quét về tầm 8 giây là quét tiếp này, và chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút cho cái lượng thông tin của chúng ta đẹp hơn. Rồi sau khi mà các bạn quét xong rồi thì ok, tác phẩm của chúng ta nó đã chỉ đơn giản như thế này thôi. Và cái tính năng Projection 3D này nó sẽ ứng dụng rất là nhiều trong cái đoạn video làm ngay trên After Effects. Một số nhà làm phim liên quan đến phim họ cũng sử dụng những cái có sẵn ngay trên After Effects để làm kỹ xảo cho những cái thước phim hoạt hình của chúng ta, những cái thước phim 3D giả chuyển động của chúng ta, đánh lừa cái mắt người nhìn, đánh lừa những người đang thưởng thức cái bộ phim của tác giả. Thì đây là một trong những cái tính năng nó rất là hay trong After Effects mà trên thế giới họ đang sử dụng. Thì các bạn có thể xem ngay trực tiếp ngay trên kênh của thầy đây. Thầy sẽ cho các bạn xem một đoạn video nhỏ của các nhà làm phim họ đã sử dụng cái kỹ thuật Projection 3D này để làm ứng dụng cho những cái đoạn thước phim. Thì bài tập của chúng ta sẽ dừng tại ở đây và các bạn sẽ phải thực hành nó, hiểu hơn về cái phần mềm, hiểu hơn về cái tính mask camera và tạo cho nó một cái sự chuyển động nó thật là hợp lý và điều chỉnh lại một chút những cái thông tin cụ thể trong cái Projection 3D này. Và đừng quên comment cũng như là like, share, gửi đến những người bạn của bạn. Hy vọng là những cái kiến thức nhỏ nhoi thôi sẽ giúp cho những cái dự án của các bạn nó trở nên thú vị hơn. Thì trên đây là toàn bộ những cái kiến thức mà tôi gửi gắm cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thực hành nó nhiều hơn. Và hy vọng các bạn sẽ có những cái góc nhìn, những cái trải nghiệm mới về cái bộ login này. Chúc
chúc các bạn thành công.